phúc cho những kẻ nghèo, vì sẽ hưởng vương quốc của Chúa Trời. Phúc cho những kẻ hiện đang đói khát, vì sẽ được no đủ. Phúc cho những người đang than khóc, vì sẽ vui cười. Phúc cho những ai khi bị thói đời ghen ghét, loại bỏ và làm nhục, lại bị vu cáo là độc ác vì danh nghĩa con Thượng Đế trên trời. Hãy vui mừng ca múa khi xảy ra như vậy, vì phần thưởng dành sẵn ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi tổ tiên của họ cũng đối xử như vậy với các tiên tri. Mười sáu, mười bảy.